Thấy cũng đẹp nhưng mà nó hơi có vai đốm thăm thăm á. Thấy sao mà ông bà không to lên vậy ông. Cho đưa cho con bé này chắc diện của ăn cây luôn bà. Hiếu sao gì đập bạc kia. Bay luôn. Ê Lon, Gì? ghê quá Lon ơi, đu Cái mà này cái là bình mặt thường. Gì? mà ta thấy cái mặt con bé này cũng bình thường mà mày lộn ghê quá đi. Ủa, có cái nấc gì, cái nấc gì, cái nấc gì, cái nấc gì. Úi cha ơi trời ơi, Và có coi không phải tôi không? trời trời, người ta không vô mày, trời À. ơi Không to nữa, lắng đã nữa. kinh quá đi. Không, con mặt con bé này lẫn không có mủ nhiều, cho mủ nhiều kia anh kinh lắm. Chu cha con ở tay miếng làm ghế luôn, đụng lên lái học được nha Tay làm chìm lạnh bờ. mày. Trời trời, tổng bé nó ghê đây. Cỡ 10 ngày này ngon không? 10 ngày thì Nhúng mặt vào nó thôi tôi ôi trời làm. trời trời trời, bé này cỡ 2 lần là ok đó thầy. Thật ra ai chỉ mua đây tậu hết mấy đùa có mạng lên. Ồ, cái con người như con trâu luôn ơi, kinh quá đi Loan ơi. Bà này bà coi được lần đầu Sao ta mà mấy cái mặt đỏ đỏ thì ta không dám coi chứ. không? Úi Trời, cha trên đầu luôn rồi. gian lên tới mặt ta luôn với đào mi. Không. Xong bé này cái mặt cũng cả 2 lần là đẹp đó, đó. Yên tâm đi, làm đây rồi mà nó làm đây làm mua chưa. nói. Làm rồi mà nó mặc để chiếc giao dịch. Em thấy miết rồi. Ấy Tôi miết. có biết mà không đi đây hả? Cái là dịch á, chắc là Sao bà chị về nghe đồ tao phủ ăn cơm luôn á. Cái lấy đi chưa ta? Làm xong về có quá ai vô nhìn vô sân hồng á, ai băng mũi băng mắt, cái lò đúc hệ qua cắt mắt luôn hệ rồi chế cắt mắt rồi chết. Chị gần mặt hả? Thế là rủ ông mà không làm. Thuận tao lấy ơi, lấy nói nè. Em chở cái ly qua nó rồi em làm luôn đi, chị nói rồi. Mũi. Làm đi, chị nói rồi. Không bình thường em. Đi đi. Về về thôi. Chờ đi. Chị nói rồi. Chị nói rồi. Qua đi. Mệt quá mình lo. Đi qua đi. Đi qua đi. Chị sợ không sợ gì. Làm nhanh. Không chỉ trơn á. Đi đi. Chở đi qua đi trong thời gian đang rảnh kìa. Ý là họ đang rảnh qua đi. Chị em đang gọi ngủ. Có liên quan gì đâu trời. Qua đi.
Loan cho làm, không cho không làm thôi đó. Không, về họ nói thì bị cậu ra lại. Không về cũng được thôi, kêu có việc. Không, thì em cứ làm đi rồi về tính sao. Đi, ngay giờ Loan đi. Đi đi, chở cái ly quanh đó rồi làm luôn. Rung còn khỉ, tàn rung như chết chà chà mà tao quốc tới ba cái luôn. Làm mũi thì nói chung á là chị em tim em thấy đau à? Đó, hắn kia giống như là khi tiêm thuốc nó vô là tiêm thuốc tê nó đau rồi đó. Ừ, chị hết. Qua đi. Ăn đi. Kiếm gì uống sữa không được là gì đó. Chị mà mi. Đi đi. Đi cho Cali đi với kìa, chở đi qua. Chở về bình thường. Biết bên chỗ tiệm vừa rồi á, nói rồi qua cầu rằng rẽ chung cư ăn trung á, nói rồi là có lấy biết, có lấy biết chỗ nào á. Ờ đúng được, thì đi làm đi sao đâu mà đi đi rồi suy nghĩ sao. Về xong là cái tập đoàn mũ giả đồ giả mắt giả
Lên cười dễ sợ. Nó sưng luôn cái trán luôn nè, hay là mũi á, đúng rồi. Hai đây là sưng vô đó, phù cái mặt luôn đúng rồi. Phù luôn đó. Chị làm ba thứ mà bình thường rồi. Nó cho cơ đi. Không mà bà bác sĩ này bà mất tay. Thầy làm được mà không được mà sao cũng bị xuống nhiều. Có bà hồi nãy nói là bà phù cái mặt bà luôn á, bà làm ba thứ luôn đó. Bà làm ba thứ mà bà nói mình bà hề sợ. Cứ qua chơi với ông Phương là mũi lại trời mũi siêu nhân làm lại nữa à, siêu nhân sợ khổ trường làm lại nha. Cái này nhỏ mà nhìn cũng được đúng không? Nhỏ mà nặng ráng sướng á. Em nuôi mụn mấy tháng rồi? Mấy tháng giật nữa em đi làm mụn. Trước giật có đi không? Trước giật không? Tức giận về quên. Rồi là chắc còn 3-4 tháng rồi. Hay hàng chi nhiều. Chứ hồi trước cũng thấy rồi đúng không? Dịch xong mặt ai mặt nấy cũng kinh luôn á. Cái thứ nhất là đi lấy mụn. Hai này là bệnh khẩu trang á. Không bí á.
Uống thuốc này hơi vặt người á. Em bữa trước em nằm ngủ mít luôn rồi thầy á. Chị chẳng ngủ được luôn. Hồi nãy em nói với ông em chỉ khi uống thuốc đó là đừng thuốc cho mình thuốc nhẹ á. Bởi đó hình như Hà Hà là phải uống nhẹ vì răng. Làm co cái mới lại làm co cái chị làm thứ ba cái bị cứ hàng tháng đúng rồi chứ không sợ cái mô bị sẹo thôi, cái mô mà sẹo là ghê lắm mà cái mô da mô nhanh lành lắm. Em còn chống sẹo đó hả Phan? Còn có tẹo tẹo. Cái chống sẹo chị mới mua kìa. Không có như em mới trước mua của cũ đó chứ. À mình chị nghĩ nhiều hay không cần thiết cũng có. Cái mắt đó nè làm đèn chiếu vô nè yếu nè chảy nước mắt em biết đấy một cái nhắn bí xong em về là bị triều lần khách đó cay mắt. Do quay nữa chứ còn không thì cũng không đau đó. Để đến gần thiệt. Đấy, muộn xíu 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 vui. Quay cho có. Ngày hôm qua không có video không ta? Có không ta? Có video hệ nhổ rau. Đăng lên trường biết. Để suy nghĩ. Vì do ngoài tiền mặt đây, chị bỏ lại trong kia này. Do để tiền sẵn ở đó mua ít đồ. Với lại trời muộn thả mới ra nãy nhìn được muộn này chứ mày hà chị làm á à, nhưng mà khi mình nhìn chị thì cảm giác thích á thích thấy nhiều nhưng mà làm không bao nhiêu mà khi mà ấy lại tiếc khi mà mình không quay mình lại tiếc cái kiểu không quay quá rồi đó chị bị mấy lần rồi nhưng mà cái này cũng còn đỡ đó còn ra đó.
thì tối á. Bộ lý thôi nó nhiều hơn. Nếu coi em bé bên đi ra thôi thì bé nhiều rồi, chị xin làm bé bên cạnh chị đi qua kìa. Rồi muốn con một tí to, chứ lúc quay chị 2 phút. Chắc chả rồi. À, mụn đã nhưng mà ít chứ kìa, mình lấy nhanh á. Đúng rồi, cũng thật ra quay con bé ít đấy, để đã hơn là con nhiều. Bây giờ mượn sơn xe rồi. Sơn làm chi trời. Nó cũng thích mới. Nó chi trời. Rõ thấy nhiều luôn. Mặt mà không có mụn, nặng tìm cục mụn mà nặng ra đã, còn mụn nhiều quá rồi bình thường. Thuận chuẩn bị yêu quê nhưng mà ngày mai chứ ý là chưa biết à. Chuẩn bị tâm lý đó. Quay vô được mấy ngày bà mất kiểu đấy. Mà nay cũng gần mà. Về thuận về ngày là tới rồi. Buổi thôi. Được ngày nhanh ồn. Con chạy gần mà hay. Em đi mình 90 tiếng rồi. Cái mũi chẳng đủ 10 phút. Lâu lâu cho bà con xem cái chìm đấy.